chung 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 tôi đến là 3, 2, 1 đã đánh nhẹ, đánh nhẹ nhàng nhá, à, đánh nhẹ nhàng thôi, đánh nhẹ nhàng thôi, à, à, đánh nhẹ nhàng, đánh nhẹ nhàng thôi, đánh nhẹ nhàng. Và hello và chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình là Mr. Vinh đây. Và hôm nay chúng ta cùng nhau đến với cả một cái video mini world nữa của mình. Và trước khi bắt đầu video này, các bạn nhớ để lại cho mình một like, một subscribe cũng như qua channel của Phong Cận cũng như là của Timmy TV để ủng hộ cho hai người bạn của mình nha. Và ngày hôm nay Timmy đi ra ngoài, đi ra ngoài, đi ra ngoài, ra ngoài, ra ngoài, ra ngoài, ra ngoài, ra ngoài đó, để tôi chào tí đi. Ok bạn ơi, thì hôm nay là mình sẽ quay một content rất là hay các bạn. Đó là hôm nay mình sẽ giả làm Phong Cận để chơi Timmy. Đấy là lý do vì sao mình phải đuổi Timmy ra ngoài các bạn. Mình sẽ giả làm Phong Cận và sẽ bày ra rất nhiều trò chơi Timmy. Và để xem những cái trò hôm nay mình sẽ quyết định chơi Timmy và Phong Cận ra sao thì hãy nhớ xem hết clip này nha. Ok, let's go. Ok các bạn ơi, thì hiện tại bây giờ mình để có kế hoạch để gọi là chôn được Timmy này thì mình sẽ quyết định là mình giả làm Phong nha. Thì mình đã chuẩn bị một cái skin giống y hệt Phong đây rồi. Đó, dùng này. Ok, và mình đã biến thành Phong Cận TV. Ok, và bây giờ mình sẽ cho cái giọng mình cao lên một chút nữa này. Ok, được rồi các bạn ơi, thì cái giọng của mình đã cao lên rồi. Nghe giọng đúng thế rồi. Bây giờ mình sẽ qua mình kiếm Timmy để xem mình chôn Timmy một cách gì đầu tiên ta. Được rồi. Mình biết là Phong rất là dị ứng với cá, Phong rất là không thích ăn cá phải không? Bây giờ mình sẽ qua kêu Timmy đi kiếm cá để mang về cho Phong nha. Ok, mình sẽ qua mình kiếm Timmy nha. Timmy ơi. Timmy. Đây đi. Ủa Phong, sao nào qua sớm à? Mình không qua kia tôi không à? Trời ơi, hôm nay tôi có việc bận nè. Hôm nay tôi có bao nhiêu bài tập về nhà tôi phải làm luôn á. Mà tôi đói quá, tôi đói xong nhất rồi. Đói nhất. Ủa sao vậy? Vậy em có sao vậy? Thì bây giờ tôi có việc muốn nhờ bà nè. Bây giờ tôi muốn nhờ bà đi múc hộ tôi một ít cá rồi. Bà mang qua phòng tôi được không? Bởi vì mai tôi thi rồi mà tôi nhiều bài quá, tôi chưa làm xong nữa. Ủa Phong, sao mà cái bánh trung thu móc qua ra rồi? Bắn tôi để nhà rồi. Trời ơi, hôm nay tôi bận rộn quá, tôi có thời gian để mặc đồ đâu nữa. Thôi bà đừng hỏi nữa nha. Này gọi kính này nhìn dễ thương mà giờ muốn ăn cái gì? Tôi muốn ăn cá. Muốn ăn cá. Vậy ông về ông học bài đi, tôi đi bắt cá cho rồi. Ok, bà đi lấy cá giùm tôi nghe. Đi. Về học bài đã. Tăng 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 tăng. Bắt mấy con cho ổng coi. Vô. Giờ này không biết đủ cho ta. Ủa? Chuyện này chắc đủ rồi, thôi đi về. Ủa, cái gì vậy? Sao tự nhiên bữa trưa tự nhiên qua đây chi vậy? Tôi đang ngủ mà. Ở chiều dậy đi nè, ăn vô rồi, ăn rồi, rồi học bài, ăn đi rồi học bài. Ủa cái gì đây? Ủa cá hả? Trời ơi, sao nay tối quá vậy mang cá? Tự nhiên mà mang cá tôi chứ mà biết tôi là tôi ghét cá nhất trên đời, tôi bị dị ứng mà tự nhiên mang qua cho tôi là sao hả? Ê, tính ra tôi tính là người muốn nói ông ấy lúc ông kêu tôi đi câu cá mà ông nói gì vậy? Ông nói với tôi là rõ ràng là ông thèm món cá là ông cho ông tôi đúng không? Làm gì có, tôi nói bà nào bà bị chuyện đó không? Cọc nha. Bà bị chuyện đó. Kỳ ta, mình cứ qua mình nói nào ta, hay là nói chuyện với ông nữa, người vô kỳ cục ông đừng có mày vào qua nhờ giả tôi gì nữa hết đi chưa. Vậy tự nhiên không thích ăn cá mèn cáu à. Bực bội, em ngủ tiếp đi. Ok bây giờ thì hiện tại mình đã chôn được Timmy rồi. Bây giờ mình sẽ sang phân cảnh thứ hai là mình sẽ chôn Timmy theo một cách khác nữa nha bạn. Thì mình nghĩ xem là coi đấy rất là nhiều cây không. Ok, mình sẽ sai Timmy đi lấy cây nha bạn. Nếu thì em coi mình kiếm Timmy ơi. Timmy. Gì hả dạ? Sao ngày nào tôi qua tôi kiếm bà ngủ hết vậy? Ủa thì ăn với ngủ là bổn phận của một con người mà. Trời đất ơi. Ôi đi kêu đi giúp tôi nè, tôi có việc cần bà giúp nè. Không có cần giúp đỡ gì, không có nói chuyện với thứ như ông. Sao vậy? Đã vô rồi hả, nói ổn nhờ không nhờ. Xin lỗi mà xin lỗi, hôm qua tôi học bài nhiều quá, trời hôm qua kiến thức tôi vùi lớp hết trong đầu, tôi không nhớ gì hết. Xin lỗi này, gọi vào xin lỗi là đó, xin lỗi. Cũng được. Hôm nay tôi cần việc nhờ bà giúp nè. Hôm qua, trời ơi, hôm qua đêm qua mưa lớn quá mà cái căn nhà tôi nó chưa chịu hoàn thiện nữa, thế là tôi bị dột ướt hết sách vở rồi. Cái nhà bự vậy mà còn chưa hoàn thiện. Thì cho bà nhìn thấy không, khe cái dột chúng cái khúc mà khe giữa hai cái mái nhà kìa. Đó.
Hôm nay tôi cần gỗ để tôi đắp vô, nhưng mà tôi sắp thi rồi, trời nhiều việc quá, bây giờ tôi cũng không thể nào đi chặt gỗ được. Bây giờ bà đi chặt giùm tôi được không? Không cần, không bao nhiêu. Thì bà chặt càng nhiều càng tốt, thì để tôi đắp vô, nếu mà dư thì tôi lót ra những cái chỗ nhỏ nhỏ khác nữa. Rồi, ok. Nha. Thế nhất trí là bà đi tìm công tôi nha. Ok, để tôi về học bài tiếp lại. Tăng 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 tăng. Nghĩ sao mà kêu mình đi chặt gỗ gì không biết nữa. Kêu con gái đi, không nhậu vịt đi trời. Tôi hiền quá mà, thấy tôi hiền cái ăn hiếp rồi. Hay là. Ủa, hóa là. Trời ơi. Không tin được luôn. Lần này về mình phải bắt ổng. Và người ta đãi mình một bữa thịnh soạn mới được. Trời ơi, mệt quá. Trời nắng nữa, vô bóng mát đến miếng được. À, không biết đủ cho ta, được cũng tách rồi nè. Thôi mình chặt thêm cây này nữa đi, chứ không bữa thiếu cái là mệt lắm. Thôi mình chặt dư đi. Đó, cây này bự là chắc được. Còn gỗ rồi, lụm. À, cái đây nè. À, ok, giờ đi về thôi, nghỉ giờ này chắc chưa nắng chang chang thì về kiếm phong mới được. Là la 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 la. 1 x 1 là 2, 2 x 2 là 4, 4 x 2 là 6, 6 x 2 là 12. Quá quá nhanh. Hiểm. Ủa. À, cái bài tán mà tính ra cũng đơn giản quá ha. Tán x 2 10 điểm chắc. Ủa gì à? Ủa gì à? Đây gỗ của ông nè. Lẹ đi, lấy lẹ đi cho con. Ủa gỗ hả? Cảm ơn nha. Cảm ơn. Ủa mà tự nhiên đem gỗ làm gì? Nè trả ra là tự nhiên đem cái gì? Tôi đang học bài đem gỗ làm gì? Tôi cần cái gì đến gỗ đâu trời. Ủa vậy ông sửa xong mấy nhà mà hả? Tôi mấy nhà tôi có bị gì đâu sửa. Ủa rõ ràng nói tôi là tôi đi chặt gỗ đi cho ông là ông có gỗ ông trét mấy nhà gì đó bị lủng bị hở gì của ông mà có không ta? Ủa là gì có trời, tôi nhớ sáng giờ tôi mới mang bộ bàn ghế ở trong nhà ra đây tôi học bài sáng giờ tôi còn không làm mặt bà luôn á. Tôi mệt mỏi với ông lắm rồi đó, đây là lần thứ hai rồi nha. Ông kêu tôi hả đi bắt cá xong tôi bắt cá cho ông, xong ông kêu ông ăn bị dị ứng không ăn không được. Xong rồi ông qua nhà tôi ông năn nỉ tôi, ông xin lỗi tôi cái kiểu kêu là đưa đi chặt gỗ giùm ông đi, rằng ông về ông ôn thi xong tôi đi chặt gỗ lòi bản họng luôn. Xong rồi hả về đây đưa gỗ cho ông này, nè gỗ nè ông vô đi đó. Ủa tới đây tôi hỏi hả này nha. Ơi ơi bà mới ngủ dậy phải không? Những cái chuyện bà kể như trong giấc mơ tôi làm gì ngủ dậy lâu rồi nào đâu lâu không nãy ông qua ông kêu tôi ngủ dậy mà ông quên hả? Làm gì có ta không nhớ gì luôn á trời, nhiều duyên quá. Hỏi về nhà tôi đang học bài mà về nhà. Vô duyên hóa vô chẳng nhớ cái bản mặt của ông á, từ nay tới mà ông mà nhờ giải gì tôi hả? Ông chết ông với tôi không có nói chuyện với ông nữa. Đừng có lại mà kiếm tôi Timmy ơi đó nghe chưa. Ông nhớ cái bản mặt ông đó. Ủa có ra vậy đi trời, vô duyên đang học bài cút. Bực bội à. Học bài tiếp. Ủa mà mình hình như mình quên cái chuyện gì đó phải. Ờ đúng rồi, chết rồi. Ngày mai hình như là mình có tiết thể dục hay sao á, mình phải tập đấu kiếm nữa. Nhưng mà bây giờ anh Vịt, không biết anh Vịt có nhà không ta? Không có, anh đi đâu rồi sao á? Giờ ai giúp mình tập đấu kiếm để ngày mai đi thi đấu đây. Trời ơi, kỳ này mà không được đạt cái môn thể dục mình ở lại lớp luôn á. Giờ sao ta? À đúng rồi, hay là ngày mai qua mình kêu bà Timmy ta, nhưng mà bả đang giận mình. Ê kệ, chắc bả không có giận người ấy đâu. Nói chung thì tại từ nãy giờ chắc cũng chuyện bả bịa ra bả chọc mình thôi, làm gì có. Thôi kệ, ngày mai mình sẽ qua mình nhờ bả học bài tiếp. Chán quá trời ơi. La 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 la. Có ai nhà không? Timmy ơi, bà đâu rồi? Bà đâu rồi Timmy? Ủa bà đâu? Nhà ta vậy? Timmy. Đây làm gì? Đi về nhà đi, về học bài cho mấy người đi, sắp thi rồi mà, về đi. Qua đây làm gì? Ủa gì sao tự nhiên chửi tôi dữ vậy? Tôi có làm gì bà đâu. Đây tôi qua có chuyện ở nhà giả sao dẫm mạng kêu tao cút đi rồi. Đi không cần, không có cần sự giúp đỡ của tao rồi, qua đây làm gì? Xin lỗi bà. Trời ơi, tôi đâu có, hôm qua là do là tôi đang học bài cho nên tôi cọc cằn quá, tôi thô lỗ xíu xin lỗi. Nhưng mà hôm nay học bài trời ơi, qua nhờ giả tao làm cho đã vô rồi cuối cùng hả kêu tôi đâu có nhờ bà làm gì đâu, mà đi làm vậy tôi bị trúng độc rồi cái kiểu sao. Thôi bỏ đi. Ủa làm gì có ta, tôi nhớ là hôm qua tôi làm gì có nhờ bà cái chuyện gì ta. Sức kỳ á, sức xí, bà nói tôi nghe vô lý quá. Nếu như mà hôm nay tôi nhờ bà thiệt nè, tôi có việc cần nhờ bà thiệt nè. Thiệt không? Thiệt. Thật ra trường học của tôi á, nó có một cái môn thể dục á, là môn đấu kiếm á. Ở trường đứa nào mà không có thể dục? Thầy biết, nhưng mà nó có cái môn mà đấu kiếm á, mà cái môn đó mình phải tập luyện. Cho nên là bây giờ tôi, anh Vịt thì anh đi tập đi, trời ơi, em đi tập chứ, làm gì?
À, nhưng mà anh Lịch anh đi đâu mất tiêu rồi, không có ai giúp tôi hết. Giờ bà giúp tôi đi, yên tâm đi, mình chỉ đánh bằng que gỗ thôi, cho nên là yên tâm, sẽ không có ai bị thương hay gì đâu, yên tâm đi. À thôi cũng được, tôi giúp ông lần này nữa thôi nha. Mà giờ cho ông tôi nữa là ông chết ông với tôi á. Không có cho anh đâu, không có cho anh, không có cho anh, không có cho anh. Rồi ok, đi ra đây tập. Ok đi mấy anh, thì trước tiên khi mà vào đấu lại á thì tôi thấy là người ta hay chào trước á, cho nên giờ mình không phải làm cho đúng nha. Đầu tiên là chào nè, 1, 2, 3 chào. À chào đối thủ nè. Ok đó. Thì giờ chúng ta sẽ bắt đầu đấu kiếm nha, mà đấu bằng que gỗ thôi. Tôi là Yasuo 20GG đó, chuẩn bị chưa? Đánh bằng que gỗ nha. Đánh đâu? Ok. Ok đánh. Solo. Chết rồi. 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 Cái que gỗ của tao không? Mình xin lỗi nha, xin lỗi nha, nhưng mà thôi từ từ nha. Sao tự nhiên tôi mắc ủa sao tôi đau mà ông lên vậy? Tôi mắc tèo á, tôi đi tè tiếp vậy, bà ở đây nha, tôi đi tè cái em chưa mắc tèo á. Nó đi lẹ đi ba, trời ơi. Ok ok, đi nè, đi nè, bye bye nha, bye bye Timmy, đứng ở đợi tôi xuống nha. Ok. Ok các ơi, thì hiện tại là phong đang đi vệ sinh rồi. Bây giờ chúng ta phải tranh thủ cơ hội này để thực hiện cái cuối cùng chúng ta. Chú Timmy, đi Timmy, trong rồi nè, đừng vô vị trí. Nãy ông bay trời mà ông đi từ đằng nhà ông Vịt ra là sao vậy? Thì tôi đi tè thôi đám giờ đó. Đừng đi đi. Trời ơi, bốc mùi hèn gì bữa giờ qua nhà ông Vịt nghe mùi trời. Đứng rồi, tập luyện lại, đó, tập trung, tôi đến mà 3, 2, 1, đánh nhẹ nhàng nha, tôi đánh bài nào, ơi, tại sao hả, tự nhiên cái bà quýnh tôi vậy, cọc nè. Cọc nghe đi, cọc tôi là người cọc có đúng á, tự nhiên ông quýnh tôi sao, ông nói là mày ơi, ta gỗ đánh gì đó với ông đi tập bằng que gỗ. Xong đó, ông đang tập bằng que gỗ, mấy ông móc kiếm kim cương ra, ông đánh tôi như con đẻ ông vậy, ông nghĩ sao? Nè, tôi nói là biết trước nha, chính bà mới là người lấy cái lưỡi cương rồi quýnh tôi trước, bây giờ muốn khô máu không, solo đó. Cái thằng nào hình như nó fan tôi sao bà, nó cosplay tôi kìa, nhìn nó giống tôi quá vậy. Giờ tôi mới để ý nha, là hổng định tôi gặp thằng này chứ tôi không phải gặp thằng này. Cái gì? Thằng này đi. Trời, tôi đeo mắt kính nè, tôi bị cận. Ủa thằng này là thằng Phong. Thằng này cũng là thằng Phong. Hello. Người ta chơi xong rồi, Timmy Phong cận rồi, Timmy Phong cận đã phát hiện ra mình rồi, ok. Ê, Phong rồi. Đây nè. Ôi, dí kìa, ok. Và cảm ơn bạn đã theo dõi video của mình nha. Thì hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Và nhớ qua kênh của Phong cận và Timmy để ủng hộ cho hai bạn của mình nha. Còn bây giờ mình sẽ phải chạy cho chim ơi, no.